Xin chào các bạn đến với khoa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa hôm nay là buổi thứ 16. Thì bữa hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn đi đăng ký hay là đi tạo ra một cái tài khoản ở trên cái thằng Docker Hub. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn cho các bạn này. Thì để mà tạo ra được một cái tài khoản ở trên cái trang Docker Hub á, thì các bạn đi vô cái trang hub.docker.com này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần sign up để mà đăng ký này. Thì các bạn click vô cái button sign up ở đây này. Thì để mà đăng ký ấy, thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ email nha. Thì tôi đã có cái địa chỉ email rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nhập cái địa chỉ email của tôi vô trong cái phần email đây. Rồi tiếp theo này tôi sẽ đi thiết lập một cái username để mà sử dụng. Thì tôi sẽ có cái username như sau. Thì tôi sẽ có một cái username gọi là mẫn đẹp chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý là nó chỉ cho phép chúng ta nhập số và chữ thôi và chúng ta không có được sử dụng mấy cái ký tự đặc biệt á. Thì ở chỗ này tôi có cái ký tự đặc biệt là cái dấu gạch dưới này, thì tôi sẽ bỏ đi. Thì nó kêu là tôi không thể sử dụng cái username này ấy, vì cái username này đã được sử dụng rồi á. Thì tôi sẽ nhập một cái username khác chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ thiết lập một cái username để sử dụng là mẫn dev 2024 như vậy. Rồi theo tôi sẽ đi thiết lập cái password. Thì tôi sẽ nhập cái password của tôi vô. Đó thì tương tự thì các bạn cũng nhập mấy cái thông tin như là email của các bạn này. Rồi các bạn thiết nhập cái username cho cái account của các bạn này. Rồi theo thì các bạn nhập cái password cho cái account của các bạn. Rồi theo tôi sẽ nick cho sign up này. Thì nó đang báo là cái username của tôi nó không được hợp lệ này. Thì nguyên do là tôi đang sử dụng cái ký tự vừa viết hòa với thường này. Thì tôi sẽ nhập lại là chỉ có viết thường thôi. Đó thì các bạn lưu ý là cái username thì các bạn nên sử dụng số và chữ và các bạn sử dụng ký tự viết thường thôi nha. Rồi theo tôi sẽ nick cho sign up này. Rồi theo thì chúng ta sẽ đi sign in hay là chúng ta sẽ đi log in vô trong cái tài khoản của chúng ta này. Thì các bạn có thể sign in bằng username hoặc là bằng cái địa chỉ email của các bạn. Thì chẳng hạn như tôi sẽ sign in hay là log in với lại cái username của tôi chẳng hạn. Rồi theo tôi click vô continue này. Rồi theo tôi sẽ nhập cái password cho cái username của tôi này. Rồi theo tôi sẽ click vô continue này. Đó thì bây giờ thì tôi đã log in vô được trong cái trang Docker Hub thành công này và nó show lên cái message là welcome to Docker Home này. Thì như vậy là tôi đã log in được thành công này. Rồi ngoài ra thì khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản thì nó sẽ gửi một cái email để mà xác thực về cái địa chỉ email của các bạn á. Thì bây giờ tôi sẽ đi vô trong cái địa chỉ email của tôi này. Thì nó sẽ gửi một cái email là có cái tựa đề là Docker deconfirm do email address này. Thì các bạn mở cái email của các bạn đi. Rồi theo thì các bạn click vô cái button verify email address này. Đó thì khi mà các bạn click vô cái button verify thì nó sẽ mở ra một cái trang và sau đó thì nó sẽ tự động nó verify cái tài khoản cho chúng ta. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên cái thằng Docker Hub. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.